bán hàng trên Facebook cá nhân thì mọi người cần phải chú ý xây dựng cái profile nó chuyên nghiệp, ảnh bìa, kích thước chuẩn. Đây, kích thước của nó là 820 x 312 pixel trên desktop và 640 x 360 pixel trên di động. Thể hiện được đẳng cấp uy tín thương hiệu của mình. Và tôi đã nói rồi đấy, là tăng được lượng theo dõi lên bằng cách là đi kết bạn với khách và làm để làm cho khách kết với mình. Vậy thì mình đi kết với khách, mình vào hội nhóm, mình vào tường của nhà người ta, mình comment. Mọi người cứ nghe tôi, dành ra khoảng 3 tháng liên tục làm như vậy, cứ liên tục làm như vậy, lượng bạn bè tăng lên rất đáng kể. Và cái uy tín thương hiệu của mình tăng lên rất đáng kể. Đấy. Và mình thì thường hay sử dụng cái phương pháp này dễ nhất này, nhanh nhất và dễ nhất, đấy là vào hội nhóm quăng bài. Thế còn vào chạy quảng cáo, có thể chạy quảng cáo để người ta tăng lượng kết bạn cũng được, tặng quà, cho quà để cho người ta tăng cái lượng tương tác lên. Đấy. Thế thì tất cả các anh chị ở đây đều là có là chủ doanh nghiệp hoặc là trưởng bộ phận, thì các anh chị có thể áp dụng cái phương pháp này cho mình hoặc là cho nhân viên của mình. Là với 150 quân của anh Hiệp Lê mà các bạn ấy có Facebook cá nhân ngon lành thì chắc chắn là các bạn ấy sẽ tăng được cái hiệu suất bán hàng lên. Và khi từng người tăng được hiệu suất bán hàng lên thì tổng hiệu suất của anh sẽ tăng lên đáng kể. Còn tất nhiên ta vẫn sẽ chạy quảng cáo, nhưng mà ta nên tận dụng những cái nền tảng miễn phí, ta nên tận dụng những cái nền tảng miễn phí như là Facebook cá nhân, như là livestream, như là marketplace, như là hội nhóm. Và tôi khuyên là mọi người nên dành nhiều thời gian và công sức cho nó, bởi vì lượng khách từ đó ra rất nhiều. Khách bây giờ nó rất buồn cười. Các bác hãy cho em hỏi là bây giờ em định xây nhà thì các bác có ai quen bên công ty xây dựng nào giới thiệu em. Thế là nó toàn như thế thôi. Thế là một lúc xong có khoảng 5-7 thằng quăng 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 vào, tràn ngập luôn. Hay là Tết năm nay em đang định mua 100 chai rượu để đi tặng khách VIP, mỗi chai khoảng 1 triệu. Thế đơn đấy ngồi nhẩm phát đã thấy có trăm trăm triệu rồi. Các bác có biết bên nào giới thiệu không? Thế là bắt đầu một lúc sau, 10 phút xong đã thấy mẹ trăm nhà cung cấp ở trong inbox, kinh khủng lắm. Khách bây giờ nó mua hàng kiểu kỳ dị. Thế mà mình nó không thấy mình thì làm sao mà mình bán được hàng, có đúng không anh Sinh, anh Linh? Nó không thấy mình, chẳng thằng nào nó giới thiệu mình, chịu chết. Rồi, chốt lại nhé, là mình cần phải kết bạn với khách hàng, cần phải xây dựng nick ngon. Nghe lời tôi, cứ sau 6 tháng mình sẽ thấy có hiệu suất đáng kể. Đây, thuê thiết kế ảnh bìa nó chuyên nghiệp lên nha, thay đổi avatar, ảnh bìa các thứ lên. Đấy. Nhìn nó phải chuyên nghiệp như này, đúng không? Nhận diện thương hiệu. Bán Oreo nó phải ra ảnh bìa Oreo đẹp này. Thầy Phan Anh ảnh bìa trông như này, nhìn vào cái muốn yêu ngay, trẻ trung phong độ đấy, kiểu như thế. Các yếu tố về thương hiệu họ làm rất là tốt, mình nên học hỏi người ta. Avatar, logo, ảnh bìa, làm chụp một cái ảnh nó chuyên nghiệp lên. Anh Tấn Sinh thì là công ty xây dựng XYZ, hay là kiến trúc sư, hay là cái gì kỹ sư xây dựng, đúng không ạ? 10 năm kinh nghiệm, chuyên sách vữa ở đấy, content cũng vui vui thôi. 10 năm kinh nghiệm sách vữa, vào phát là nó phải biết là mình làm gì và mình có đẳng cấp như thế nào thì người ta mới thuê mình được chứ.
Đấy, thông tin hết sức đầy đủ rõ ràng cho tôi, liên hệ cho tôi. Đấy, các anh nhìn thấy đấy, có mấy chục nghìn người theo dõi hay như thế nào? Ok rồi, thôi nay muộn rồi, cho các anh chị nghỉ đấy, không phải sợ các anh chị mệt. À, kết luận buổi học hôm nay, ta học từ lúc 9 giờ đến bây giờ, à, khoảng 1 tiếng rưỡi, 9 giờ kém 15, chính xác là khoảng 9 giờ kém 15, sợ mọi người muộn muộn quá. Thì Thế rồi, tôi vậy đây, ạ. vâng ạ, Có câu anh hỏi là nếu mà chạy video trên fanpage để kiếm tiền thì video thì có ổn không thầy? chạy quảng cáo video mà để kiếm tiền từ video thì thầy nghĩ là lỗ. Không, tức là làm một cái video để bắt đầu mình xây dựng cái nền tảng ấy, xong sau đấy là mình làm những cái nội dung để mình kiếm tiền từ video đấy thầy. Hiểu, nhưng mà đang nói là lỗ tiền quảng cáo, tức là em chi 1 triệu tiền quảng cáo, em thu được 1 triệu view, thì 1 triệu view đấy Facebook trả cho em 600.000 thì em đang lỗ. Không, ít lắm, ít thằng nào làm như thế đó, trừ khi đấy là đầu tư để làm nó sắp sủng hay là lai lủng nó lên thôi. Còn chạy một đầu cày tiền quảng cáo để đổi cái tiền, lấy được cái tiền AdSense thì quá khoai luôn. Đấy gọi là hiện tượng buôn ngược. Có hiểu ý không ạ? Thầy cho em hỏi chút ạ. Vâng. Ừ, bây giờ nó có một số cái phần mềm họ nó quảng cáo là đăng tin tự động rồi là đi kết bạn tự động rồi Rồi. tự hiệu quả không thầy nhỉ? Không. Đừng làm. À, Chết chết tài khoản ngay. cái đấy là chết tài khoản này. Và em thấy quảng cáo nhiều quá nhưng không biết là có nên làm không. Mình có luôn phần mềm đấy, nếu em thích dùng mình tặng em luôn. À, cái phần mềm là dùng là nó khóa ngay này. Đấy, dễ, nói chung là nguy cơ bị khóa tài khoản Facebook của chính mình là rất cao. Và cảm ơn thầy. Chịu khó một chút, chịu khó vào hội nhóm ấy, chịu khó đăng bài đấy, thì bắt đầu mình sẽ dần dần mình sẽ lên. Alo, Vâng, xin mời. em làm nội dung, em định lấy cái video nước ngoài ở trên YouTube ấy về mình dịch và làm phụ đề, thì khi mà đăng lên thì có bị vi phạm bản quyền không ạ? Cả Dịch đăng ở Facebook và YouTube đấy ạ. có thể nhé, có thể Có nhé. thể. Vâng. Đặc biệt Liệu là có em làm được? Vâng. cứ nói đi. Liệu có làm được hiệu ứng nào để cho họ không nhận ra được không ạ? Chủ yếu là bóp, chủ yếu là bóp đấy. Chủ yếu là mình phải bóp tiếng với lại băm video ra, kỹ thuật nó phải băm video ra. Vâng. Vâng, cảm ơn ạ. Ok. Buổi hôm nay mình hướng dẫn mọi người một chút về tổng quan về bán hàng online nói chung, các kênh bán hàng online phù hợp tại Việt Nam, nước ngoài, các kênh trong Facebook và cái bí quyết để tăng lượng tương tác trên Facebook cá nhân, trên fanpage. Đó, và cũng gợi ý một chút về những cái định hướng xây dựng thương hiệu cá nhân. Buổi tiếp theo mình sẽ nói về xây dựng thương hiệu cá nhân và bán hàng trên group cộng với lại tất cả những cái công cụ mà miễn phí khác. Sau đó thì mình sẽ đi vào quảng cáo. Mình sẽ dành ra khoảng 3 buổi làm quảng cáo, 4 buổi làm quảng cáo. Sau đó mình sẽ dạy remarketing cho các anh chị. Mình sẽ dạy content cho các anh chị và tư vấn trực tiếp vấn đề của từng người nhé. Các anh chị có vấn đề, ví dụ như là xây dựng của anh có vấn đề gì thì mình có thể viết sẵn ra. Ngày mai mình sẽ bảo các bạn trợ lý của mình là làm sẵn một cái form để cho mọi người điền những cái vấn đề của mọi người vào đấy để mình sẽ tư vấn đều hơn cho mọi người, tránh việc tập trung vào một người, ví dụ như là mình tập trung vào chị Phượng chẳng hạn thì cũng rất là ok thôi, nhưng mà những người khác thì cũng sẽ bị thiệt thòi. Thì mình muốn là tất cả mọi người đều đều có cái câu hỏi, đều có cái vấn đề của riêng họ có thể giải quyết được. Và chúng ta sẽ học cho tinh thần như tôi hướng dẫn rồi đấy, là trên lớp có thời gian nó có giới hạn.
tôi gần như các anh chị thấy là tôi nói không ngừng nghỉ nhưng mà vẫn không đủ, đúng không ạ? Thì chúng ta có thêm trong hội nhóm, chúng ta chia sẻ, chúng ta có tài liệu, có sách, có video và có cả cái buổi quay lại nữa. Ok ạ, hôm nay có ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Không ạ. Vâng, nếu mà mọi người không có câu hỏi gì nữa thì ta có thể tạm dừng cái buổi học hôm nay ở đây, rất này cũng muộn rồi, cho các anh chị nghỉ thôi. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn lại các anh chị vào buổi tối thứ tư. Chào thầy. Vâng, xin chào các anh chị. À, chào cả nhà. Vâng, chào thầy.